Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì nói chung lâu rồi em không có lên khử thùng anh em. Nói chung là hàng về khử thùng thì cũng rất là nhiều nhưng mà không có thời gian để lên với anh em. Thì hôm nay thì em Thắng tiếp tục lên một ít đồ khử thùng anh em. Trong là những cái hàng khử thùng là hàng mới nha anh em. Hàng mới. Bạn em nó sẽ gửi trực tiếp từ bên Nhật về luôn. Đó. Nên là cái giá thành nó hơi cao tí nha. Đó, cái này thì những cái hàng hóa nó gửi trực tiếp từ bển về nên giá nó hơi cao, không phải như những cái đồ bãi hay là nọ thì giá mình mua ký hoặc là mình mua món là nó khác. Còn này là nó mua mới trực tiếp từ Nhật luôn nên là giá nó hơi cao tí nha. Nhưng mà so với những cái mặt bằng thị trường thì nó vẫn thấp hơn nha nên anh em mình có thể mình cân nhắc để mình mua ha. Thì hôm nay em về được 2 kiện. Hai kiện này như là một mặt hàng anh em, hàng mới nha. Đây, 2 thùng hàng anh em. Này thì có một mạch hàng thôi. Đây, tờ quá rồi. Rất là kỹ lưỡng ha. Đây, sản phẩm em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người đây ha. Cái bộ vít cốc hẹp nha anh em. Đó, cái này em về rất là nhiều luôn. Số lượng tầm khoảng 30 con á. Thì bán thử, nếu mà được thì em sẽ nhập tiếp. Bộ này là của thương hiệu Sekitun nha anh em, hàng chuẩn nội địa nha. Đó, Sekitun. Này, dòng là dòng mới nha anh em. Đó, 635. Đúng không? Còn khá là đẹp ha. Đây, đây là những cái chi tiết anh em mình có thể kết nối với lại máy bán vít. Em thẳng lấy con là thử như một bộ thế này nha anh em. Hàng mới toàn chưa có xài nha. Đây là hàng mới nha anh em, không bao nhiêu hàng bãi này nọ thì bao bì nhiều khi nó rách rưới rồi đó, là hàng mới tinh luôn. Chưa có qua sử dụng. Anh em mình thích hàng full new thì mình chốt ha. Đây, một bộ nó gồm có 3-4 chi tiết như thế này nha anh em. Đó, đây. Bộ nó là 3-4 chi tiết như thế này nè. Ha. Này giống như một cái vít nè. Đó. Một cái vít nè anh em. Đó, đây cái này là để anh em mình đặt vào này, bạn trong những góc hẹp đây anh em ha, mình xoay cái này thì bên này đóng xoay này, rồi để em giới thiệu em bật đèn lên giới thiệu cho mình kỹ hơn ha. Đây à, bộ này rất là hay nha anh em, thì nó chuyên nó sẽ bắt trong những cái góc đồ này nọ ha. Thí dụ như anh em mình bắt tắc kê đồ này nè thì mình sẽ dùng mình bắt ốc đồ này nọ nó khó ha. Đó à, cái vít bạn nó bị cắn đồ đúng không, thì đây mình sẽ sử dụng cái con này ha, mình có thể mình sử dụng máy bán vít hoặc là mình sử dụng cơ đều được. Đó, mình sẽ bán trong những cái góc này nọ này. Đó thì cái bộ này nó sẽ có 3 bộ phận chuyên bán góc nha anh em. Nó có của hàng của Sekitun này thì rất là ngon ha, của thương hiệu Sukigatun này ha, SEK anh em, SEK là cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của Nhật. Nó một cái bộ bán góc hẹp của Nhật ha. Đây, đó, anh em mình tham khảo và những cái thông tin chi tiết thì 3 chi tiết này anh em mình thấy cái khi mà nó ván như thế này thì cái tay cầm ngang này. À, một cây vít vẹn thông thường anh em mình vẹn thông thường, còn nếu mà anh em mình dùng máy bán vít thì mình sẽ dùng thêm vào ha. Đó thì một cái bộ này 3 chi tiết đó, bình thường một cái cây vít này là cũng đủ tiền nha anh em rồi. Đó, đây đầu 6.35 luôn nha. Đó 6.35 cái vít nhỏ này. Rồi một cái bộ vẹn góc hẹp khi mà mình sử dụng bên này á ha, thì bên này nó sẽ quay luôn này. Đó sẽ gạt vẹn góc anh em nó không, đó cái bộ phận chuyển góc này đó. À, nó sẽ chuyển góc nè bạn ha. Thì cái này là cũng sử dụng chui 6.35 luôn nha anh em. Đó, chui 6.35 luôn. Thì hiện tại nó đang trang bị cho mình là 2 cái đầu mũi vít dương BH2S ha. Một cái con vít này là đầu BH2 luôn. Lên góc hẹp này cũng BH2 luôn. Rồi cái cây này là cái cây đấy anh em mình gọi là mình tì á. Đây. Đó mình sẽ đút vào này ha. Mình sẽ nới lỏng cái này ra, đó. Và mình sẽ đút vào.
Rồi thì sau khi rút lọ xong thì mình sẽ làm những cánh tay đòn và mình sẽ vẽ những cái hướng ha. Ví dụ anh em mình muốn vẽ cái hướng nào thì mình sẽ xoay, rồi sau đó mình sẽ vẽ vuông. À, lúc nào bạn vuông thì nó sẽ cứng lại, và lúc này là anh em mình sẽ tỉ như cái đòn, và cái này là một cây vít đó. Anh em mình sẽ dùng vạn cơ này, đó đầu 635 à, mình đây vạn cơ này đó, mình vạn cơ ha, là mình trong những góc hẹp. Còn nếu mà anh em mình dùng máy bán thì mình dùng bình thường ha, chui của mình là 6.35 như thế này ha. Đó nên là cái bộ này rất là hay anh em, đó cái bộ này rất là hay để anh em mình xài tăng góc đồ này nọ ha, rất là hay. Và giá nó là hàng mới nha anh em, hàng full new nha, hàng này là hàng mới chưa có xài đó, linh kiện rồi đầy đủ cho anh em mình thích ha, sưu tầm cũng được. Đó, rất là hay. Đó, một cây vít luôn này, cũng có đầu vít luôn. Đó, bán góc này đó, và một cái cánh tay đòn đó. Thì trên thị trường Việt Nam mình họ cái này như là em không biết là họ có bán không, cái nào là em nhập mới này ha. Đó, anh em mình thích thằng mới full new như thế này thì em cũng nhập về tầm khoảng là 30 bộ trước thôi. Đó, anh em mình xem nếu mà có lấy được thêm thì em Thắng sẽ lấy thêm ha. Đó. Và anh em là thích cái bộ vít này ha, của thương hiệu Seketun đó, thì mọi người mình chốt giúp em đó. Thì cái chiều dài đem đo cho mọi người luôn đây, cái tổng quan tổng chiều dài của cái phần này á, nó dài được là 13 cm này, còn cái vít lùng này khi mình gắn mũi vào thì nó tầm khoảng là 10 cm đó ha, 10 cm một cái bộ vít ha, rất là ngon, chuẩn Nhật luôn nha anh em, một cái bộ vít chuẩn Nhật đời này chắc cũng cổ rồi, của Seki ha. À, anh em nào mà thích cái bộ vít này thì mọi người chốt giúp em mã số là mã số của mình là bộ vít chuyển góc Seki nha anh em, đây bộ vít chuyển góc SEK ha, và giá của mình là 350.000 cho một bộ nha anh em, đó 350.000 một bộ, hàng này là hàng full new nha, hàng mới chưa có xài nha anh em. Đó khi em giao cho mọi người thì em sẽ giao cái hàng mới luôn, nó còn ghim đồ này đồ đầy đủ, này là hàng mẫu em khui ra em giới thiệu cho mọi người ha. Thì em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo ha.